Và các đồng chí cũng đã định hướng là mấy cái đường lớn, người ta gọi là đường lớn đấy ta, nhưng mà thực chất là nó như là một đường cao tốc rồi. Tôi cho ý kiến Bộ Giao thông Vận tải là phải làm cái thủ tục nâng cấp thành cái hệ thống đường cao tốc của tỉnh Hưng Yên. Và trong cái bản quy hoạch này thì đã khẳng định cái điều đó. Làm cái trục đường lớn mà kết nối với Hải Phòng, kết nối với lại Hà Nội và kết nối với lại các cái tỉnh trong cái khu vực đồng bằng sông Hồng và nhất là các cái tỉnh phía Nam Hà Nội bằng các cái tuyến đường hướng đến cái tuyến đường 5, rồi hướng đến cái tuyến đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ và hướng qua Văn Giang lên Hà Nội. Thì hiện nay thì các đồng chí đã và đang triển khai hai cái tuyến đường, một cái tuyến đường đã khánh thành sáng nay, một cái tuyến đường cũng đã khởi công. Và nếu mà nhanh thì từ nay đến tháng 9, tháng 10 thì có thể khởi công được cái đường di sản đó. Như vậy là ba cái tuyến đường huyết mạch này sẽ kéo Hưng Yên gần hơn với Hà Nội, gần hơn với Hải Phòng, gần hơn với các cái trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Hồng cũng như là các cái tỉnh phía Nam Hà Nội. Đây là những cái tuyến đường giao thông huyết mạch rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì còn có đường sắt, rồi đường năm cũ, rồi hệ thống các cái đường liên vùng của các ông chí. Thì đấy là những cái mà các ông chí đã và đang làm theo đúng cái định hướng của Trung ương và định hướng của Nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. Thì thể hiện cái tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Tôi rất hoan nghênh cái tinh thần này. Và đấy là cái tạo cho cái niềm tin của Đảng đối với lại Hưng Yên, của nhà nước đối với Hưng Yên, tạo cái niềm tin của Hưng Yên đối với lại các nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Mà vừa nãy thì tôi nghe các cái nhà doanh nghiệp, các nhà đầu tư nói thì cũng rất là yên tâm. Thế thì tôi thấy đấy là một cái việc mà nó thiết thực và cụ thể. Nhưng mà nói là làm là cái quan trọng nhất, nói đi đôi với làm. Thì đấy là cái tinh thần mà tôi thấy toát lên ở Hưng Yên trong cái thời gian vừa qua.